đứa lớn. Mặt trời đỏ, mặt trời đỏ, rất là đỏ luôn. Oh my god. Nhưng mà tại sao mình gần nhìn thấy gần ở đây sao vậy? Cho à, máy mà sao á. Máy xa chịu thôi em. Gần xịt luôn á. Để em chùm thử cho nó lại. Ở cần chùm. Ồ chùm nó mờ. Ồ này ánh sáng. Trời nó gần xịt trước mặt mình luôn á. Trời nó rất là đỏ luôn á, chắc chụp tấm hình cái. Chụp tấm hình. Tưởng mình chừng dần ha. Trời ơi mới thấy luôn á. Nó đỏ tí ghê luôn á nè. Mặt trăng máu. Đỏ lắm, mặt trời đâu, nó chua lặn mà. Cái mặt trăng với mặt trời gì? Chua lặn, mặt trời mới có 5 giờ, 4 giờ rồi á, 4 giờ chiều tại nó sương mù. Trời cái đó mà mặt trời gì không biết. Đâu rồi, không thấy nữa. Vô chợ không? Vô chợ. Ở trời không thấy nữa, tức quá. Thấy giờ kìa, quay qua đây mà quay để yên quá, tại vì nó cây tre thôi. Thấy không? Chưa, đợi chốt đò đó. Trời ơi, nó rất là đỏ giống như là cục lửa vậy đó. Thôi vô ngược hướng rồi, bye bye. Sẵn mình đang đi chợ rồi.